Thưa quý vị, tình trạng ô nhiễm môi trường không khí đang là vấn đề nan giải của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đặc biệt khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thì việc diệt khuẩn và làm sạch không khí càng trở nên quan trọng. Trên thế giới đã xuất hiện nhiều loại vật liệu, cách thức để diệt khuẩn cùng với sự phát triển nhanh của công nghệ. Mới đây, tập đoàn Jones Media Hàn Quốc đã phát minh ra một loại vật liệu có khả năng diệt khuẩn, khử mùi hiệu quả. Để hiểu rõ hơn về vật liệu này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Air Purity là sản phẩm ứng dụng công nghệ nano được sản xuất trên dây chuyền hiện đại từ tập đoàn Jones Media Hàn Quốc phối hợp kiểm định chất lượng cùng Kowa Global Nhật Bản. Với nền tảng là vải không dệt thân thiện với môi trường, được phủ một lớp nano vô cơ lên bề mặt theo công nghệ đặc biệt, tạo nên tính năng diệt khuẩn, diệt virus và khử mùi hiệu quả. Phương pháp này có ưu điểm là không hóa chất độc hại, không có mùi khó chịu và diệt khuẩn hiệu quả lên đến 99%. Tôi là Saito, công ty trách nhiệm hữu hạn Kowa Global. Air Purity là sản phẩm đặc biệt có hiệu quả khử mùi kháng khuẩn, được sản xuất bằng kỹ thuật tráng phủ công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Thông qua đối tác độc quyền là MHG, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe của con người. Air Purity đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Úc, châu Âu, Thái Lan, Singapore, Indonesia và được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty cổ phần tập đoàn Mai Hoa. Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chính vì vậy tôi đã lựa chọn những sản phẩm có khả năng làm sạch không khí, diệt khuẩn được tôi đặt lên hàng đầu. Qua tìm hiểu, tôi có biết đến các sản phẩm của Air Purity, sản phẩm đã được các chuyên gia đánh giá tốt và nhận được nhiều chứng nhận, nên tôi quyết định sử dụng để bảo vệ sức khỏe cho cả tôi và cả gia đình, đồng thời cũng làm cho không gian căn phòng trở nên đẹp hơn. Để kiểm tra khả năng khử mùi khử khuẩn của sản phẩm, chúng tôi đã làm một thí nghiệm nhỏ như sau. Đây là chiếc máy để đo chỉ số vi sinh bề mặt, chỉ số ATP. Chỉ số ABT càng cao thì cái chỉ số vi sinh bề mặt càng lớn, đồng nghĩa với việc môi trường càng thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Thì sau đây chúng ta sẽ dùng cái que thử như này để kiểm tra xem chỉ số vi sinh bề mặt một cái bàn tay bình thường nó như thế nào. Cái chỉ số hiện tại là 2464. Sau đây thì chúng ta thử kiểm tra xem cũng bàn này đấy mà khi sử dụng cái sản phẩm Air Purity thì cái chỉ số ATP nó sẽ thay đổi như nào. Chỉ số được là 240. Thì như vậy sau khi sử dụng Air Purity thì đã giảm, cái chỉ số ATP đã giảm xuống rất là nhiều. Với công dụng chính là khử khuẩn và khử mùi, Mai Hoa Group được nhà sản xuất chuyển giao công nghệ sản xuất tiêu chuẩn quốc tế để tạo thành các sản phẩm tranh ảnh, đèn trang trí nội thất, màn hình, máy chiếu, rèm thông minh, vừa mang tính nghệ thuật lại có khả năng bảo vệ sức khỏe và cải thiện môi trường sống.